Đây là một cái loài lan rừng đơn thân nằm sâu trong những cái cánh rừng già thuộc tỉnh Kon Tum rồi nhé. Cây này thì khi mà nở hoa thì cái vòi hoa của nó sẽ có xu hướng là lúc nào nó mọc thẳng lên trời mọi người, và hoa thành từng chùm giống như là những cái chùm dâu đang chín đỏ mọc vậy mọi người ha. Cái dải màu sắc của bông hoa khi nở thì nó trải dài từ màu hồng nhạt nhạt cho tới màu tím đậm tùy từng cây nở. Và cây này nó cũng rất dễ thuần, dễ chăm sóc, thành ra là một trong số những cái giống lan rất đáng để anh em có thể là sưu tầm trong vườn nha. À, và cây thì mới được bà con hái từ rừng Kon Tum về, em đã chia ra đây làm các phân đồng giá với nhau 100.000 mỗi phân mọi người nhé. Mỗi phân đã được tầm cỡ 5 cây. Đây anh em có thể thấy xem nè. À, một cây lan đơn thân thì đối với dòng lan đơn thân thì về anh em có thể ghép gỗ lũa hoặc trồng vào chậu đều được mọi người. Nói chung là rất dễ thuần, dễ chăm sóc thôi. À, và đây thì em chia ra các phần thì anh em nếu mà muốn sưu tầm cái cây lan giáng thu này thì có thể báo em nhé. Thì ngoài cái tên gọi giáng thu ra thì nó còn có tên gọi là tiểu hoàng đỏ, một số anh em gọi tiểu hoàng đỏ hoặc là bà con hay gọi nó cây hồng dâu nữa mọi người nhé. Rồi, và cái tên giáng thu vẫn là cái tên phổ biến nhất. Đó, mà giá 100.000 mỗi hình. Thì anh em sưu tầm thì chỉ việc là inbox vào trong TikTok của em, tức là nhắn tin vào TikTok cho em ha, hoặc là xem ở phần hồ sơ, phần tiểu sử của kênh em á, sẽ có mục để anh em có thể liên hệ đặt mua. Đây có những phần nó có những cái cây nhìn dáng rất là nghệ thuật ha. Đây. Rồi, dễ thương mọi người ha. Rồi, về đây hình số 2, 100. Hình số 3 nè, 100. Có những dây lá xếp này đẹp mọi người. Rồi, hình số 4, cũng 100 ngàn. Đây. Hình số 5 nè. Đó, 5. Rồi hình số 6. Số 6 đây, một số cây nhỏ này với được một cái cây gọi là cây khủng long rất to. Rồi, hình 6 100.000 thôi. Hình số 7 đây. Đó. Em chia các phần nó đều đều nhau hết rồi. Do cây rừng về thì kích thước mỗi thứ cây thì nó không có giống nhau, nhưng mà mình cố gắng chia ra phần nào cũng có cây to cây nhỏ nhé mọi người. Đây. Phần này có một cái cây nhìn lá xếp. Rất là hay. Rồi. Hình số 8 100.000. Rồi anh em sưu tầm hình nào báo em nhé. Thì sau khi mọi người đặt thì bên em sẽ đóng gói gửi đi. Thì đây, anh em thể thấy cái chu trình đóng gói nè. Đóng gói vào thùng gửi đi thôi, thì sẽ có bưu tá họ giao tận nơi cho mọi người. Anh em mua anh em thanh toán tiền lan với tiền ship tầm 30.000 cho bưu tá lúc nhận là được, và được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi nhé. Đúng như hàng anh em đặt thì anh em thanh toán nha. Rồi, xin chào và hẹn lại cả nhà.